Táo Quân dừng sản xuất sau 15 năm phát sóng. Gặp nhau cuối năm, Táo Quân còn được gọi là chương trình thường niên, là chương trình không thể thiếu của khán giả cả nước vào đêm 30 Tết. Chương trình được xây dựng dựa trên truyền thuyết vào dịp cuối năm ông Táo sẽ chầu trời để báo cáo Ngọc Hoàng về những việc đã xảy ra trong suốt một năm. Chương trình được phát sóng số đầu trên VTV vào năm 2003, cho tới nay Táo Quân đã trải qua 15 mùa phát sóng. Thông qua những nhân vật như Táo Giáo Dục, Táo Y Tế, Táo Giao Thông, với diễn xuất tài tình và diễn viên gạo cội như nghệ sĩ nhân dân ưu tú Quốc Khánh, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, Tự Long, Xuân Bắc, Chí Trung, Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, chương trình lồng ghép những tình tiết gây cười nhằm phản ánh thao túng hài hước về những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Cứ mỗi đây 30 là khán giả truyền hình cả nước lại ngóng chờ chương trình Gặp Nhau Cuối Năm Táo Quân. Nhưng năm nay không ít người hoang mang trước thông tin nhà đài không làm chương trình Táo Quân năm 2020. Trước đó xuất hiện nhiều nghi vấn chương trình Táo Quân Vi Hành sẽ thay thế Táo Quân 2020 đêm giao thừa. Táo Quân Vi Hành được ghi hành vào cuối tháng 9 vừa qua tại Fraset, kịch bản xoay quanh cuộc sống của kiều bào Việt kiều qua cái nhìn hài hước với những góc nhìn mới lạ, không có những màn báo cáo trong các buổi chầu của các Táo Quân, mà thay vào đó Ngọc Hoàng, Nam Tàu, Bắc Đầu sẽ vi hành để đi tìm hiểu các vấn đề của đời sống người Việt tại châu Âu. Chương trình vẫn quy tụ những gương mặt quen thuộc của chương trình Táo Quân suốt 15 năm qua như Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng. Bên cạnh những gương mặt xuất hiện mới chương trình Gặp Nhau Cuối Năm gần đây như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, trước thông tin năm nay sẽ không có chương trình Táo Quân như mọi năm, thì Táo Kinh Tế, Quang Thắng thừa nhận, cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nhận được một lời mời hay thông báo gì về việc lịch tập Táo Quân. Tôi hỏi một số nghệ sĩ khác, họ cũng chưa nhận được thông tin gì về kịch bản lịch tập luyện năm nay. Nếu bây giờ mà chưa có kịch bản, chưa có lịch tập, sợ rằng sẽ bị muộn. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thắng cũng cho biết anh có nghe được thông tin có thể chương trình Táo Quân Vi Hành sẽ thay thế cho Táo Quân năm 2020 phát vào đêm giao thừa. Hiện giờ anh vẫn đang chờ đợi thông tin chính thức từ phía ekip thực hiện Táo Quân. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, người thủ vai Nam Tào trong Táo Quân hàng năm, cũng xác nhận với phóng viên rằng anh chưa nhận được thông báo gì về việc luyện tập Táo Quân. Tôi cũng chưa nhận được gì về kịch bản lịch tập Táo Quân, nam nghệ sĩ nói. Xuân Bắc chia sẻ, tôi gắn bó với chương trình Táo Quân gần 20 năm nay rồi. Cứ gần đến Tết là các nghệ sĩ dành thời gian để tập luyện chương trình. Nhưng năm nay, nghe phong phanh tin này, tin khác, tôi chưa biết chính xác năm nay có làm Táo Quân hay không. Nhưng trước đó thì tôi nhận được thông tin nhà đài là dành thời gian thập tành chương trình Tết. Còn chương trình Tết là gì thì tôi vẫn chưa biết. Về phía VFC, đại diện của đơn vị này cho hay trung tâm sản xuất phim truyền hình sẽ không sản xuất chương trình Táo Quân năm 2020, thay vào đó là một chương trình mới. VFC năm nay không sản xuất chương trình Táo Quân 20, thay vào đó là một chương trình hoàn toàn mới, nhưng chúng tôi xin phép giữ bí mật đến đầu tháng 12, đại diện VFC trả lời báo chí sáng ngày 21 tháng 11. Trước đó, trong cuộc họp báo ra mắt với phim mới, khi được hỏi về sản xuất Táo Quân năm 2020, giám đốc VFC Đỗ Thanh Hải cho biết, chúng tôi vẫn đang bàn. Rất nhiều bạn trẻ cảm thấy hụt hẫng khi nghe tin đại diện trung tâm VFC sản xuất phim truyền hình Việt Nam khẳng định sẽ không thực hiện chương trình Táo Quân năm 2020 mà thay vào đó là một chương trình hoàn toàn mới. Táo Quân là món ăn tinh thần đến với khán giả vào mỗi tối giao thừa trên sóng VTV, sẽ dừng lại sau 16 năm phát sóng. Đại diện VFC cho biết một chương trình mới đang được thực hiện, tuy nhiên sẽ được giữ kín đến đầu tháng 12. Đây là tuổi thơ, là kỷ niệm của mỗi người, là món ăn tinh thần không thể thiếu. Nó thấm vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Bắc. Mình nhớ năm nào cũng chờ đến Táo Quân để xem. Tuy biết cái gì cũng có tuổi thọ của nó, nhưng hay tin dừng phát sóng Táo Quân thì mình rất buồn. Anh Nguyễn Trọng Phúc, 24 tuổi, chia sẻ. Táo Quân là tuổi thơ, là kỷ niệm, là hồi ức của mình, là một điều không thể thiếu trong giờ phút giao thừa. Gia đình mình thường quây quần đêm 30 để cùng xem Táo Quân. Mình yêu thích Táo Quân bởi nó có đầy đủ mọi nghệ sĩ gạo cội của miền Bắc tham gia. Chương trình luôn tạo ra những tiếng cười sâu lắng, là nơi đúc kết sự kiện của cả một năm, luôn là những vấn đề hot nhất, thể hiện qua cách tinh tế của các diễn viên, anh Phúc cho biết. Xem gì cũng được, miễn là xem Táo Quân cùng với gia đình vào ngày đêm 30. Anh Trần Tấn Phát, 23 tuổi, cựu sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 cho biết, những dịp Tết đến nên chiếu các chương trình hài sẽ đặt ca nhạc để không gây nhàm chán. Nếu có thời gian thì hãy xem cùng gia đình để đoàn kết các thành viên. Bạn Trần Linh Nhi, 20 tuổi, sinh viên ngành dược trường Đại học Y chia sẻ, em đi học xa nên chỉ mỗi dịp Tết đến xuân về là được về quê. Vì vậy những ngày Tết em càng được đoàn tụ với gia đình, không chỉ xem TV mà em còn phụ mẹ dọn dẹp dẹn gia đình, xem pháo hoa và xem Táo Quân mỗi đêm 30 đến. Trả lời báo chí vào sáng ngày 21 tháng 11, đại diện trung tâm của sản xuất truyền hình là Truyền hình Việt Nam cho biết năm nay nhà đài chính thức không sản xuất Táo Quân năm 2020. Theo format của chương trình mới sẽ được giữ bí mật. Zing.vn đã liên lạc với đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhưng anh không nghe máy. Trong một số đóng nghệ sĩ Táo Quân khẳng định năm nay chưa nhận được bất kỳ một lời mời nào, nhưng không rõ chương trình có dừng hay không.
Trước đó thì trong cuộc họp báo ra mắt của VFC, báo chí đã đặt câu hỏi về dịp Tết 2020 có ra Táo Quân hay không. Đạo diễn Đỗ Thanh Hà trả lời: Táo Quân năm nay chúng tôi đang ngồi bàn với nhau, chúng tôi sẽ bàn đến khi nào làm được thì làm và không làm được thì thôi. Vài năm gần đây, chương trình bị đánh giá là không còn đặc sắc như trước. Năm 2019, Táo Quân bị cho là quảng cáo nhiều, tiếng cười cũng đã gượng. Chí Trung cũng bày tỏ với VN rằng chương trình nên dừng lại vì đã đến đỉnh. Tuy nhiên, trả lời Zing.vn, nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, nguyên giám đốc VFC cho biết: Mọi người bảo dừng lại, nhưng dừng thì làm cái gì bây giờ? Làm vẫn phải làm chứ, rất nhiều người muốn xem chương trình của cả năm mà, không thể để một vài người nói không làm mà không làm được. Tuy vậy, cha đẻ của Táo Quân cho rằng chương trình này cũng đã đến thời điểm có những thay đổi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh. Đừng quên like, subscribe, comment để ủng hộ kênh của chúng mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.